Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay thì em lên một clip và có cái chậu trước mặt mọi người, đây là một cái chậu xanh Huế nha mọi người. Xanh Huế thì đây, bữa giờ thì khá nhiều các bác anh chị chúng ta có liên hệ và có hỏi em một số cái giống kiếm trong cái tứ đại danh kiếm. Phan Chí một nè, xanh Huế là hai nè, vàng Tây Ninh và vị Hoàng là 4, tổng cộng là 4 cây tứ đại danh kiếm. Thì hôm nay em có một cái chậu xanh Huế nha mọi người. Đó, thì mọi người có thể thấy trước mặt mọi người đây là một cái chậu xanh Huế có quy cách là cái lá lớn nhất là 350 cm nhé mọi người, 350 cm cho lá lớn nhất đây. À, thân này thân mẹ là mang xoáy nên là mọi người có thể thấy là nó đẻ mầm rất là kinh, bởi vì những cái cây mang xoáy á, thì nó rất nhiều mắt ngủ nha mọi người, và nó đã lên được hai thân nhé, hai thân hai mang hai bên nè. Rất là to nhé, thân thì em đo cái độ dài thì nó cũng phải 10 mấy cm rồi đó, đây to ha. Rồi, và cây thì nó đang lớn từng ngày nhé mọi người. À, và các bác anh chị chúng ta có nhu cầu sưu tầm xanh Huế thì có thể liên hệ trực tiếp với em, và giá của chậu này là 145 triệu nhé mọi người. Nếu mà các bác anh chị có nhu cầu sưu tầm. Và cây thì ở Con Tum, thì mọi người mua thì nếu mà được thì em có thể nghiên cứu em gửi xe cho các bác anh chị, hoặc bác nào ở gần thành phố thì có thể là tới Con Tum để chúng ta lấy cây luôn. Rồi, và cái kiếm được một cái chậu xanh Huế mà thân mẹ mâm xoáy, mầm xoáy như vậy mọi người rất là hiếm nha. Bình thường là cái cây nó chỉ là một cái măng bình thường thôi, và nó lên được hai măng hai bên là rất là ok rồi. Nhưng mà cái cây mầm xoáy đây thì mọi người có thể hiểu là mầm xoáy tức là cái thân nó lúc lên nó xoáy nhau á, và nó rất là nhiều mắt ngủ này nha. Đó, thì tức là nhiều mắt ngủ thì sao, từ mắt ngủ thì sau này cây sẽ đẻ ra rất là nhiều. Nên là cái cây này về mọi người, thứ nhất là chúng ta chơi cây, và thứ hai là cũng là để làm kinh tế rất là tốt. Đó, hiện tại thì lên hai thân rồi, hai thân rất đẹp nha. Nói chung là lá láng, không có lỗi lầm vấn đề gì hết. Đây, mọi người có thể xem xung quanh này nha. Rồi, và đang trồng vào cái chậu nhựa khá là bự này. Chậu này về thì mọi người có thể là qua chậu lớn, hoặc chúng ta để cho cây nó sau này nó thành cái bụi lớn, chúng ta lúc đó chúng ta tắt cũng được ha. Rồi, đây. Măng đẹp nè, măng to đẹp. Măng này thì em nghĩ lá nó mới nhỏ, lá cũng chưa đo nè. Chắc nó tầm cỡ 3 cm thôi mọi người. Măng to đẹp, khỏe nha. Đây, rất là lực. Một thời gian nữa thôi là nó sẽ thành thân nữa mọi người. Rồi, 145 triệu nếu mà các bác anh chị nào chúng ta có nhu cầu sưu tầm nha, xanh Huế nha. Rồi, cây rất đẹp. Và kích thước đây, kích thước thì mọi người có thể xem cái tay của em nè. Măng thì nó tầm 10 mấy cm á. Đây. Tầm 10 mấy cm, chắc tầm 15 cm ha, cao từ gốc tới lá đầu 15 cm, còn thân mẹ đây thì chắc tới cái đỉnh cao nhất của lá đây thì nó rơi vào tầm cỡ 50 cm nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Mọi người mua thì liên hệ với em nhé. Bác nào có nhu cầu sưu tầm Phan Chí chậu lớn thì liên hệ nha. Chậu này hôm trước em có quay rồi, một số anh em thì cũng có quan tâm, nhưng mà tại là nhiều người muốn sưu tầm cái tép lẻ nên là cái chậu này cũng chưa bay. Nếu mà các bác anh chị muốn sưu tầm Phan Chí chậu lớn 1, 2, 3, 4 thân và một măng xoáy đây thì cũng liên hệ trực tiếp với em nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Bên đây thì hoa thì nó cũng đang nở lai rai trong vườn nhà thôi. Rất nhiều cây nè. Rồi, hôm nay là cây xanh Huế nha mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ.